rồi. Nói. Vậy thì chúng ta sẽ hát bài tập thể dục buổi sáng nhé. Các bạn có đồng ý không? Có. Các bạn đứng lên. Bài em 2, 3. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3. Cô hít thở, hít thở, hít thở. Tay dâng cao lên trời. Tay sang ngang bờ vai. Xin đẹp.